Các bạn thân mến, hiện tại thì chị đã đang có mặt với các bạn ở trong phần phát trực tiếp ở trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết là các bạn đã có thể lên online để chúng mình sẽ gặp nhau ở trong buổi sáng ngày hôm nay hay chưa? Hãy nói cho chị biết nếu như mà các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi nhá. Được không nào? À, chị đã thấy một số bạn có thể vào xem được rồi đây. Vừa rồi thì chị đã phát vào đúng 5 giờ 15 rồi, nhưng mà có một số vấn đề về kỹ thuật, về wifi thì nên là bây giờ chị mới gặp các bạn được. À, hiện tại đã có 25 bạn đang xem phần livestream này rồi. Như đã hứa thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau tìm hiểu về kiến thức của phần đọc hiểu, phải không nào? Và chị sẽ đợi các bạn một chút xíu, được không? Chị sẽ đợi các bạn một chút xíu nhá. Nếu như mà kem lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị nha. Ok, xin chào Diễm. Hiện tại đã có 41 đối thủ lên rồi đây. Ok, xin chào Thúy Hương. Đối thủ càng ngày càng đông đúng không? Hôm qua thì cũng đã có thông báo là chúng mình sẽ cùng khởi động lại cái chiến dịch học văn chị Hiên dậy sớm học văn, ôn văn cùng với chị. Ok, xin chào Trà My. À, em đợi chị từ sáng giờ à? Vừa rồi thì chị cũng đã phát từ lúc 5 giờ 15 rồi, nhưng mà có một số vấn đề liên quan tới kỹ thuật nên là wifi nó hơi bị yếu một chút đấy, nên chị không thể sử dụng wifi được mà chị đã phải đăng ký 3G. Đấy. Thế nên là chị rất là mong các bạn có thể thông cảm cho chị về điều này nhá. Ok chưa? Bởi vì dù gì thì hiện tại chị cũng đã đang có mặt ở đây rồi đúng không? Ok, xin chào các bạn. Xin chào buổi sáng, Trang Anh. Xin chào Tống Hà, xin chào Mỹ Hạnh. Các bạn đã lên chưa nhỉ? Đã có khoảng 85 bạn rồi. Chúng ta sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu nhá. Sẽ cùng đợi mọi người một chút xíu để bắt đầu ngày hôm nay cùng với chị nha. Ok không? Được không nào? Rồi các bạn ơi, xin chào Nhật Hạ. Hiện tại đã có 91 bạn, 91 đối thủ của chúng ta đang có mặt ở đây rồi. Các em được nghỉ lễ, kỳ nghỉ lễ thế nào? Ngày hôm qua thế nào? Ok, xin chào Bảo Thương, xin chào Tường Vi. Hôm nay thì sẽ có một cái thông tin khủng khiếp mà chị muốn thông báo cùng với các bạn trước. Nhưng mà đầu tiên thì để các bạn tập trung một chút xíu nhá. Thì chúng ta sẽ có một cái thông tin cụ thể hơn về việc này. Được không ạ? Xin chào các bạn. 103 bạn. Rồi 105 bạn. Thế à, em cũng đăng ký 4G à? Chị cũng phải đăng ký 3G đấy. Tại vì ngày hôm nay chị về quê thì nên là chị không mang laptop về, nên là không có cái gì mà để bật nhạc cho các bạn cả. Thông cảm cho chị điều đấy nhá, được không? Tập thể dục chưa mọi người? Rồi, chúng mình sẽ cùng đợi các bạn khoảng chừng 3 đến 5 phút rồi chúng ta sẽ cùng bắt đầu kiến thức của buổi ngày hôm nay. Ok không? Nhá. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành nhá. Chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Các em nghỉ lễ thế nào? Không bật nhạc thì chúng mình sẽ có nhiều cái thời gian để trò chuyện với nhau hơn đúng không? Thế à? Sau ngày thứ 5 kết thúc em vẫn 5 giờ dậy như chị Hiên. Tào, các bạn ơi. Các bạn ơi, gửi lời chào tới chị nhé. Hello, xin chào các bạn. Như đã hứa thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng với nhau tổng ôn lại một chút về kiến thức của phần đọc hiểu đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau ôn về kiến thức của phần đọc hiểu. Và hiện tại đã có 160 đối thủ đang ở đây rồi. Đấy, những cái lúc mà mình thì đang ngủ nhưng mà đối thủ của mình thì đang học đây. Đúng không? Nên là mình phải thực sự là cảnh giác với cái việc này. Ôi, nghỉ lễ với chồng sách vở à? Có lẽ năm lớp 12 là một cái năm rất là mệt mỏi cùng với các bạn. Tại vì là chúng mình không có nhiều thời gian để có thể rong chơi nữa, đặc biệt là đến giai đoạn này. Ok, xin chào các bạn nhé. Xin chào các em.
Nghỉ đúng là nghỉ với chồng sách vở. Thật ra thì như mọi năm ấy, thì kiểu tầm này đã kiểu rộn ràng lắm rồi ấy. Các em bắt đầu chụp kỷ yếu này, viết lưu bút này, rồi thì rất là nhiều những cái thứ khác nữa. Rất nhiều những cái thứ khác nữa. Nhưng mà năm nay thì bởi vì đại dịch Covid thì nên bây giờ tất cả mọi thứ vẫn đang ngừng trệ lại. Các bạn vừa mới đi học được một các em đi học chưa? Hết tuần này à? Hay là các bạn đi học rồi? Hay là sang tuần là các bạn bắt đầu đi học đúng không? Ok, hiện tại đã có khoảng gần 200 bạn rồi. Giai đoạn nước rút rồi mà kiến thức chưa ổn à? Thật ra đây là cái giai đoạn mà chúng mình kiểu cảm thấy băn khoăn nhất đấy. Bởi vì cảm thấy tự nhiên là sau một cái thời gian dài như vậy mà đến một cái lúc nào đấy mình dừng lại và mình nhìn lại thì mình thấy là mọi thứ vẫn kiểu ôm đồm một cách kinh khủng và mình không biết là sắp xếp mọi thứ như thế nào cho nó gọn gàng ấy. Kiểu vậy, đúng không? Sang tuần các em bắt đầu đi học đúng không? Thôi, chưa bao giờ có một cái kỳ nghỉ Tết nào dài đến như thế đâu. Mình cứ gọi là nghỉ cho nó trọn vẹn nốt mấy hôm nhở. À, rất là nhiều bạn đi học rồi. Đi học từ 27 tháng 4 rồi à? À, ok. Lớp em bảo chụp kỷ yếu từ đầu năm. Nhưng mà đã chụp chưa? À, nhiều bạn đi học rồi đúng không? Gần 200 đối thủ đã xuất hiện ở đây rồi. À, thế là tuần sau em đi học rồi ạ. Nói chung là cũng đang quen với cái nhịp sống là kiểu dậy muộn một xíu ấy. Nói chung là rất là nhiều thời gian trong một ngày ấy mà tự nhiên bây giờ phải đi học là cũng gọi là bắt đầu nhiều thứ lắm. Mai vẫn đi học à? À, ok. Nghệ An lúc nào cũng học sớm. Ơ, đi học gặp bạn bè phải vui chứ sao lại để cái icon khóc lóc ở đây làm gì hả Lâm? À, có ở đây, có ở trong nhóm của mình ấy, có bạn nào mà vừa chuyển từ A1 sang D không? À, đi du lịch à? Lớp chị năm đấy cũng đi du lịch mà cũng chụp kỷ yếu luôn. Sao? Đấy, nhiều bạn vẫn chưa được đi học đang buồn cả. Em đi học được một buổi lại nghỉ 3 ngày à? Rồi, hiện tại đã có khoảng gần 200 bạn rồi. Chắc là chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhở? Tại vì nếu như mà chờ đợi thì sẽ không công bằng chút xíu cho các bạn mà dậy sớm, đúng không? Thế nên là chúng mình sẽ cùng bắt đầu buổi ngày hôm nay luôn nhá. Ok, 200 bạn rồi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Bạn nào vào sau thì sẽ vào sau nhá. Còn bây giờ chị sẽ bắt đầu. Thật ra là các bạn đều hiểu rằng là ở trong cái kiến thức của phần đọc hiểu này thì chúng ta sẽ có 3 phần đúng không? À chị xin lỗi, ở trong kiến thức của phần thi ấy thì chúng mình sẽ chia làm 3 phần. Nó chỉ chia làm hai cái phần chính là phần đọc hiểu, phần nghị luận xã hội thôi. Nhưng mà nếu như mà chị chia về cái mảng kiến thức ấy thì chị sẽ chia thành 3 phần. Phải không ạ? Nhá. Thì 3 phần ở đây chúng mình có đó là: một là phần đọc hiểu. Đúng không ạ? Phần 2 là phần nghị luận xã hội. Và phần 3 là phần nghị luận văn học. Phải không ạ? Đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học. Đây sẽ là 3 cái phần mà chia theo cái khung điểm của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Là 3 điểm, là 2 điểm và là 5 điểm. Được không? Nhớ không ạ? Thì đây, các em thấy không? Cái phần này ấy, nó chiếm 3 điểm rất là quan trọng. Và đối với trong các cái đề thi ấy, thì trong cái đề thi văn thì cái câu đọc hiểu chính là cái câu mà cho các bạn điểm. Vậy thì không có lý do gì mà các bạn lại không có điểm ở phần này. Đúng không ạ? Hãy lưu ý với chị là như vậy. Không có lý do gì mà các bạn lại không lấy 3 điểm ở phần này cả. Thì trước tiên, khi mà đến với nội dung kiến thức của phần đọc hiểu này, thì chị xin có một cái thông tin nho nhỏ cho các bạn như thế này. Và chị muốn là các bạn sẽ tập trung ở đây, được không? Chị sẽ có một cái thông tin nho nhỏ cho các bạn để các bạn sẽ tập trung ở đây như sau. Cái thông tin này một lát nữa ở phần cuối chị sẽ nhắc lại, nhưng mà chị muốn thông báo với các bạn ở đây trước. Trước tiên này, các bạn ơi, ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 5 năm 2020, được không ạ? Học văn chị Hiên sẽ chính thức khởi động lại khóa học văn, đó là chạy văn 10 ngày
chạy văn cùng chị. Ngày hôm nay chính thức khởi động ạ. Và các bạn chính là người đầu tiên biết thông tin này ạ. Được không nào? Các bạn sẽ là người đầu tiên biết thông tin này mà chị đang thông tin với các bạn. Tất nhiên là những người đầu tiên biết thông tin thì bao giờ cũng có những cái ưu đãi rất rất là tuyệt vời. Được không nào? Chúng ta sẽ có một cái khóa học rất nhiều cảm xúc, rất nhiều kiến thức và rất nhiều những thứ thú vị mà các bạn đã mong chờ từ lâu rồi. Tất nhiên là chúng ta sẽ không học bây giờ, nhưng ngày hôm nay sẽ là ngày mở đăng ký đợt 1 cho các bạn. Và tất nhiên là đợt 1 thì sẽ có rất nhiều những ưu đãi khủng khiếp. Và chị nghĩ rằng những bạn nào mà đang chuyển từ khối A1 sang khối D thì đây sẽ là một cái khóa học siêu tiết kiệm và siêu ưu đãi. Được không ạ? Các bạn đang là những người đầu tiên biết về khóa học này. Và tất nhiên những người đầu tiên thì bao giờ cũng sẽ có những cái ưu đãi khủng khiếp như chị đã nói. Được không ạ? Khóa học này thì chúng mình sẽ học vào 10 ngày cuối cùng của 10 ngày cuối. Trước khi các bạn thi và về kiến thức thì chúng ta sẽ tổng ôn toàn bộ rồi, học toàn bộ rồi, nhưng mà chúng ta sẽ có kiến thức trọng tâm cộng thêm với cả bài luận nữa. Chị sẽ hướng dẫn các bạn ôn cả về bài luận. Đây sẽ là cái điểm mới trong năm nay, bởi vì ở năm trước thì chúng ta đã có một khóa học thành công khủng khiếp rồi. Các bạn cứ hỏi đi, bởi vì khóa học chạy văn 10 ngày cùng với chị Hiên là một cái khóa học đặc trưng nhất của chị. Là cái khóa học mà anh đa số các anh chị 2K1 đều biết, và bởi vì nó cực kỳ thành công. Năm ngoái thì các anh chị 2K1 ôn còn trúng đề cơ. Chị vẫn nhớ có một cái kỷ niệm, đó là cái hôm đấy thì học về sông Hương. Thế là không hiểu tại sao mà wifi nó cứ bị đứng lại ở đấy. Thế là các anh chị đã có một cái dự cảm là gì? Có một cái dự cảm là chị ơi, chắc là vào sông Hương đấy. Và cuối cùng là cả cái lớp đấy đã vỡ òa, bởi vì là vào sông Hương thật. Thực sự là như vậy. Và rất là nhiều anh chị đã thành công ở trong cái khóa học này. Được không ạ? Thì chị nghĩ là đây sẽ là cái khóa học mà các bạn sẽ rất 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 là cần ở trong, chị sẽ rất rất là cần ở trong cái giai đoạn cuối ôn thi. Bởi vì chúng ta đều biết rằng là môn văn thì là cái môn đầu tiên mà chúng ta sẽ thi. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt, đúng không ạ? Bây giờ ngay cái môn thi đầu tiên mà thi còn không tốt thì làm sao mà nghĩ được đến những cái môn thi tiếp theo, đúng chưa? Thế nên là chị nghĩ đây sẽ là một cái khóa học khủng khiếp, được không ạ? Và nếu như mà các bạn nỗ lực thì nó sẽ mang lại một số điểm khủng khiếp cho các bạn, được chưa ạ? Nhá. Nếu như mà để cần lấy những cái thông tin cần thiết về khóa học và link đăng ký thì các bạn sẽ nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên. Và hãy nhớ này, các bạn ơi, hãy nhớ giúp chị điều này. Sẽ có những cái ưu đãi chị sẽ nói luôn để các bạn định hình ra được này. À, hiện tại thì cái khóa học đó sẽ có học phí chính thức là 999k. Nhưng, à có nhưng đúng không ạ? Đăng ký trong đợt 1 này, giữ cái slot ở trong đợt 1 này, thì học phí của chúng mình sẽ chỉ còn lại là 399k thôi. Ưu đãi đến 70% ạ. Nhưng đối với các bạn ở trong nhóm dậy sớm ôn văn cùng với chị Hiên thì chị lại có một cái ưu đãi riêng cho các bạn. Học phí của chúng mình là chỉ có 299k thôi. Được không ạ? Tính ra là chúng ta mất khoảng 29k cho một buổi học ạ. Được không nào? Chúng ta sẽ chỉ mất 29k cho một buổi học ạ. Và trong một cái buổi học đó thì chúng ta làm rất nhiều thứ ạ. Chúng ta làm đủ mọi thứ trên đời luôn ạ. Trong cái khóa học này chúng ta sẽ ôn toàn bộ kiến thức trọng tâm 3 phần: đọc hiểu, nghị luận xã hội và nghị luận văn học ạ. Ok chưa nào? Cái thứ hai ạ, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đề ạ. Cái thứ ba ạ, chúng ta sẽ cùng nhau ôn bài luận ạ. Được không ạ? Và thêm một cái nữa, đó là chúng ta sẽ thi thử thêm một lần ạ. Đây sẽ là tất cả những gì mà chúng ta làm trong 10 ngày cuối cùng để có thể nâng cao cái cơ hội đạt số điểm cao văn của mình ạ. Và đây sẽ chỉ là cái ưu đãi duy nhất cho lớp, cho những bạn tham gia trong group
đó là trong group dậy sớm ôn văn thôi, được không ạ? Và các bạn ơi, sẽ chỉ có 100 bạn đầu tiên thôi ạ, riêng với group nhá. Tại vì group của chúng mình tận 2.000 bạn, bây giờ gần 2.000 bạn rồi, thì sẽ chỉ có 100 bạn đầu tiên nhanh tay nhất thôi. Ai dậy sớm thì những người đó luôn luôn có những cái ưu đãi khủng khiếp mà. Nên là hãy nhanh chóng nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên, được không ạ? Nhá. Thì chị muốn, à về thời gian học thì như thế này, chị sẽ nói đấy là thường thì chúng mình sẽ học từ vào buổi đêm ấy, sẽ vào khoảng 22:30 đến khoảng 12 giờ, 24 giờ đấy, thật đấy. Nhưng mà thường ấy, các bạn ấy luôn luôn học đến khoảng 1 hoặc là 2 giờ sáng, thật sự luôn. Đấy là chị chia sẻ với các em thật lòng là như thế. Thời lượng học thì chỉ có như thế này thôi, nhưng mà năm trước là luôn luôn học đến 1, 2 giờ sáng. Các em phải hiểu là học mệt đến cái mức mà chị với cả chị Quỳnh dạy, và chị Quỳnh dạy giúp chị khoảng trong tầm 30 phút, tức là dạy những cái phần kiến thức trong phần 30 phút, còn chủ yếu là chính là chị. Mà chị mệt đến cái mức, có một hôm mà chị mệt đến cái mức mà chị Quỳnh dạy xong cái phần của chị Quỳnh rồi, gọi mãi chị không dậy được, tại vì là chị mệt quá. Thật sự là chị mệt quá. Đấy. Thế nên là các bạn sẽ thông cảm giúp cho chị cái điều này, nhưng mà chúng ta sẽ luôn học đến cái thời điểm này. Đấy, chị nói được các bạn định hình là như vậy. Được chưa ạ? Tất cả những vấn đề gì các bạn muốn hỏi thì các em sẽ nhắn tin cho fanpage Học Văn Chị Hiên. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở lại với kiến thức ngày hôm nay. Chị thông báo là như vậy thôi nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần kiến thức ngày hôm nay, phần đọc hiểu. Nhanh không, 3G của chị hết tốc độ cao rồi. Được không ạ? Rồi, đọc hiểu nào, đọc hiểu nhá. Đọc hiểu. Sao hả em? Không em ơi, đến lúc đấy thì em sẽ không dám ngủ buổi tối đâu, chị cam đoan luôn. Thời cái thời điểm đấy nó khác thời điểm bây giờ lắm em ạ. Em ơi, bài luận này chắc chắn sẽ không xuất hiện trong bài thi tốt nghiệp mà chỉ xuất hiện trong những trường thi riêng thôi. Ví dụ như Đại học Quốc gia Hà Nội là một trường sẽ có bài luận. Ok chưa? Nhá. Còn lại thì mình vẫn sẽ thi cái đề bình thường thôi. Em ơi, đến lúc đấy thì em sẽ không có gọi là tự tin mà để ngủ buổi đêm đâu, thật luôn đấy, thực sự là như vậy. Ok chưa nào? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần này nhá. Đọc hiểu ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ có kiến thức này. Ok các bạn ơi, lưu ý giúp cho chị này. Ở trong cái phần đọc hiểu này, tạm thời chị sẽ chia ra làm hai cái phần kiến thức chính. Một là phần kiến thức chị tạm gọi là về ngữ pháp. Và phần thứ hai là kiến thức về nội dung. Hay nói cách khác là kiến thức thông hiểu. Được không ạ? Nhá, là kiến thức thông hiểu. Thì đây, cái phần này ấy, người ta gọi là yêu cầu cơ bản. Đúng rồi em ạ, 10 ngày gần cuối cùng chúng ta mới học. Ví dụ như là chúng ta sẽ học trước thi khoảng tầm 5 ngày. Thì tại bây giờ là lịch thi chính thức thì chưa cụ thể, nên là chị sẽ linh động và chị sẽ thông báo với các bạn sớm nhất. Nhưng bây giờ thì chúng ta sẽ có đợt đăng ký đợt 1 để giữ chỗ trước. Ok chưa nào? Nhá. Rồi, đây là kiến thức cơ bản, còn đây là kiến thức nâng cao. Nhưng mà có một cái vấn đề đau đầu là bây giờ người ta lại hỏi nhiều về kiến thức này mới chết chứ, chứ lại không hỏi nhiều về kiến thức cơ bản nữa chứ. Đấy, nên là lưu ý giúp cho chị nhá, là chúng ta sẽ trọng tâm vào cái phần kiến thức này các em ơi. Ok không nào? Là kiến thức thông hiểu. Ok chưa ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ định hình cho giúp cho chị này. Các em nhìn này, cái đề đọc hiểu của chúng ta thì bây giờ vẫn bao gồm 4 câu hỏi nhỏ. Vẫn những câu hỏi nhỏ, sau bao tháng chia tay, anh vẫn thường thắc mắc khi anh không làm gì. Đúng không? Vẫn những câu hỏi nhỏ thôi, được không ạ? Chúng ta thấy là ở đây chúng ta có 4 câu hỏi nhỏ. Ở những cái đề trước ấy thì thường là chúng ta sẽ thấy là những cái câu hỏi này sẽ là những câu hỏi chủ yếu là hỏi về kiến thức cơ bản, đúng không? Nhưng bây giờ nó sẽ phân chia theo tỷ lệ sau này: 1 cơ bản và 3 nâng cao. Tức
là hỏi về kiến thức thông hiểu nhiều hơn, đúng không? Hoặc là hai cơ bản và hai nâng cao, tối đa là như vậy thôi, được chưa nào? Thế nên là chúng ta sẽ thường có quỹ điểm là gì? Thường là kiến thức cơ bản sẽ chiếm ít nhất là 0,5 cho tới 1,5. Còn nâng cao thì chiếm nhiều nhất là cũng là 1,5 cho tới 2,5. Quỹ điểm á. Ok chưa ạ? Chị chia như vậy để các bạn định hình ra được. Còn bây giờ thì chị sẽ giúp cho các bạn khái quát lại những cái kiến thức này để các bạn có thể hiểu được nhá. Trước tiên các bạn chú ý giúp chị này. Kiến thức về dạng ngữ pháp. Chúng ta sẽ có những cái sau. Thứ nhất này, phương thức biểu đạt. Thứ hai, phong cách ngôn ngữ. Thứ ba, gì nhỉ? À, thao tác lập luận. Thứ tư, phép liên kết. Thứ năm, biện pháp tu từ. Gì nữa nhỉ? Thứ sáu. Còn gì nữa không các bạn? Phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, thao tác lập luận, biện pháp tu từ. Còn gì nữa nhỉ? Thể thơ. Hết chưa ạ? Còn gì nữa không nhỉ? Các bạn nghĩ cùng với chị xem là còn cái phần gì mà người ta hay hỏi ở trong phần này không nào? Ngoài những cái mà chị đã đề cập ra xem nào. Nào các bạn ơi, ngoài những cái thứ mà chị đã đề cập ra nào, các bạn xem là đúng chưa nào. Cái này 6 này. 6 này. 6 này. Rất là dễ nhớ. Đúng không? Đây, phân biệt thể thơ rồi, chị nhìn đây rồi Đức ơi. Thể thơ ở đây rồi nhá, đủ chưa? Đây là những cái mà thường gặp nhất đúng không? Ok chưa? Có phải là thường gặp nhất không? Nhưng mà thật ra là có những cái thứ thường gặp nhất là cái này. Cái này. Cái này. Cái này. Được không ạ? À rồi, phép liên kết rồi đây em, phép liên kết rồi. Còn gì nữa không nào? Các bạn xem là còn cái gì nữa không? Xem còn là gì nữa không ạ? Thao tác lập luận đây rồi em. Thao tác lập luận ở đây rồi Thu Hoài. Các bạn xem là còn cái gì nữa không nào? À, đây là những cái phần cơ bản nhất ở trong phần ngữ pháp của phần đọc hiểu. Và thường là người ta sẽ hỏi hay hỏi nhất về những cái phần này. Ok chưa ạ? Hay hỏi nhất về những cái phần này. Nên là các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị nhá. Các em sẽ lưu ý giúp cho chị nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái chính này. Còn về cái kiến thức thông hiểu, về cái kiến thức nâng cao, kiến thức thông hiểu đấy, thì chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Phương thức trần thuật chính là biểu đạt rồi em. Ok, ở đây chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Cái thứ nhất đó là người ta thường hỏi về chủ đề của tác phẩm. Chủ đề hay là yêu cầu đặt nhan đề đấy, hay là tìm câu chủ đề đấy. Cái thứ hai là hỏi về một cái câu hỏi liên quan tới ngữ liệu trong tác phẩm. Hoặc là có thể hiểu về định hướng ngữ liệu trong tác phẩm. Tức là câu hỏi suy luận đấy. Và thêm một cái dạng câu hỏi nữa, đó là dạng cái câu hỏi yes or no. Tức là đồng ý hoặc là không đồng ý. Ok chưa? Đấy. Thì chúng mình sẽ có những cái phần kiến thức chính như thế này. Thật ra list ra thì các bạn sẽ thấy là đọc hiểu đâu có nhiều đâu, đúng không? Phần đọc hiểu này đâu có nhiều đâu. Phần đọc hiểu này thậm chí là rất là đơn giản, bởi vì là các cái phần kiến thức này cực kỳ dễ, đúng không ạ? Rồi, thì bây giờ chị sẽ cùng với các bạn điểm qua một số những cái này để các bạn có thể biết được cái cách học là gì nhá. Thì chị sẽ cụ thể hóa nó ở một số những cái phần kiến thức này, và các bạn sẽ dựa vào đấy để các bạn có được một cái kiến thức tốt nhất. Kết hợp với cuốn Săn 8 cộng thì các bạn sẽ học cái phần đọc hiểu này thật là tốt nha. Chị nghĩ là nếu như mà bạn nào đã có cái cuốn Săn 8 cộng rồi thì các bạn sẽ kiểu cảm thấy rất là dễ học trong cái phần này ấy. Rồi, trước tiên các bạn nhìn này, về phương thức biểu đạt thì chúng mình có 6 cái. Chị sẽ hướng dẫn các bạn ở trên cái phương thức biểu đạt và biện pháp tu từ nhá. Ok chưa ạ? Các bạn nhìn này, phương thức biểu đạt 6 cái. Nhưng mà các bạn sẽ lưu ý cho chị ở trong cái dạng câu hỏi nhá. Vì cái này rất quan trọng ạ. Được không ạ? Dạng câu hỏi đây sẽ có hai dạng chính người ta thường hỏi đối với phương thức biểu đạt. Một là người ta sẽ hỏi là phương thức biểu đạt chính. Ok không? Hoặc là, được không ạ? Một là phương thức biểu đạt chính, hoặc là gì ạ? Hoặc là chỉ đơn thuần là phương thức biểu đạt thôi.
được không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ chú ý này, nếu mà là chính ấy, thì chắc chắn trong câu trả lời của các bạn chỉ có một đáp án thôi. Ví dụ như là phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là biểu cảm, đúng không ạ? Là nghị luận, là gì ạ? Tự sự, ví dụ là như vậy. Thì chỉ có một thôi. Nhưng mà nếu như người ta hỏi phương thức biểu đạt của văn bản trên thì rất là dễ là cái phần kiến thức ấy sẽ là 2 hoặc bằng 2. Ví dụ, phương thức biểu đạt của văn bản trên là biểu cảm, là tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm. Ví dụ là như vậy. Ok không ạ? Thế nên là có rất là nhiều bạn dễ mất điểm ở phần này là như vậy. Bởi vì các bạn nghĩ rằng là nó chỉ có một cái thôi, nhưng mà thật ra mình lại thiếu mất 2 cái ở đằng sau rồi. Bởi vì chị đã từng cho các bạn ở trong lớp online của chị làm đọc hiểu. Và quả thực là các bạn ý làm gì ạ? Thực sự là các bạn ý đã bị nhầm lẫn trong cái việc đó. Thực sự là các bạn ý đã bị gọi là kiểu bởi vì bị đánh lừa ấy. Thực tế là bị đánh lừa. Chị cho làm mà cả lớp chắc là được khoảng, ví dụ khoảng lớp khoảng 90 người thì khoảng 2-3 người trả lời đúng thôi. Còn lại là toàn sai hết, tức là thiếu hết. Ok chưa? Nên là lưu ý giúp cho chị điều đấy nhá. Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy này. À, chúng ta sẽ có những cái sau, sáu cái chính này ở trong phương thức biểu đạt. Một là tự sự. Miêu tả. Biểu cảm. Gì nữa ạ? Nghị luận. Thuyết minh. Và gì nữa? Hành chính. Công vụ. Đúng không các em? Phải không ạ? Đúng không các bạn? Tự sự này, miêu tả này, biểu cảm này, nghị luận này, thuyết minh này, hành chính công vụ này. Ok chưa ạ? Nhá. Thì chúng ta thấy rằng này, tự sự là phải gắn với kể. Đã là kể thì phải có nhân vật, phải có những cái sự kiện nối tiếp nhau, đúng không ạ? Nói chung là nó là câu chuyện. Đồng ý với chị không? Nhá. Được không? Rồi, tiếp tục này. Miêu tả thì phải có những cái đặc điểm về cái sự vật đó. Được không ạ? Biểu cảm là phải bộc lộ cảm xúc, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. Cái này dễ lắm. Nghị luận là phải có quan điểm, hay nói cách khác là chúng ta chỉ cần tìm ra luận điểm và luận cứ thôi, dẫn chứng ấy. Ok chưa? Rồi, thuyết minh thì nó cũng là đặc điểm của sự việc, nhưng mà thường đặc điểm của sự việc thì sẽ đưa ra ở dưới cái góc độ nó khoa học hơn, và nó sẽ giúp cho định hướng người đọc luôn. Tức là khi mà đã đưa ra những đặc điểm rồi, nó sẽ định hướng về cái công dụng, được không ạ? Hay là lợi hay hại, kiểu như vậy. Ok chưa? Và hành chính công vụ thì cái này rất đơn giản rồi. Nó là những cái đơn thư, nó là những cái văn bản mà thuộc về cái thẩm quyền đó. Có thể là cái văn bản để trao đổi thông tin giữa nhân dân với cơ quan nhà nước, được không nào? Nhá. Thì các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị, đúng không? Vậy thì ở đây từ cái việc mà chị hướng dẫn các bạn học về phương thức biểu đạt thì các bạn sẽ thấy là gì ạ? À, các bạn sẽ thấy là chúng ta hoàn toàn có thể học rất dễ dàng những cái phần kiến thức này, được không ạ? Ví dụ đối với phần phong cách ngôn ngữ đi, thì các em có thể, một là học theo mẹo, là chúng ta sẽ xem cái nguồn dẫn của nó là gì, được không ạ? Bởi vì nguồn dẫn ảnh hưởng rất là lớn tới cái phong cách ngôn ngữ, được không? Chúng ta sẽ tìm cái nguồn dẫn thì chúng ta sẽ biết. Ok chưa? Đấy. Thế nên là ý chị muốn nói là gì? Chúng ta cứ học bằng keyword và chúng ta làm, chúng ta chăm chỉ làm những cái bài tập luyện tập thì chúng ta sẽ tiến bộ rất nhanh ở trong phần đọc hiểu. Và chị luôn luôn mong muốn là các bạn sẽ có 2,75, ít nhất là như vậy, cho tới 3 điểm ở trong phần đọc hiểu là các bạn sẽ rất thành công. Bởi vì đây là phần cho điểm mà, được không ạ? Đây là phần cho điểm mà các bạn còn không học được thì làm sao mà các bạn có thể làm những cái phần tiếp theo được. Mà thật ra nhá, chị nghĩ là như thế này nhá. Không biết là các bạn có nhìn nhận ra cái vấn đề này không, nhưng mà bản thân chị thì cảm thấy là cái phần kiến thức đọc hiểu này ấy, nó quan trọng lắm. Tại sao chị lại bảo là cái phần kiến thức đọc hiểu này rất là quan trọng? Đây các bạn nhìn nhá, các bạn nhìn này. Thật ra khi mà các bạn tạo lập một cái văn bản,
Có phải là nếu như mà các bạn viết một cái bài nghị luận văn học, nghị luận xã hội hay là nghị luận văn học thì các bạn đang đi tạo lập một cái văn bản không? Đúng không? Có phải là các bạn đều đang đi tạo lập một cái văn bản không? Các bạn có đồng ý với chị là như thế không? Nào. Các bạn có đồng ý với chị là chúng ta viết một cái bài nghị luận xã hội hay là chúng ta viết một cái bài nghị luận văn học chính là cái việc mà chúng ta đang đi tạo lập một cái văn bản không? Đồng ý với chị là như thế không? Sao các em có đồng ý với chị là như thế không? Có đồng ý với chị là chúng ta viết một cái bài văn là chúng ta đang đi tạo lập một cái văn bản không? Hả? Thì có phải là khi mà tạo lập một cái văn bản ấy thì trước tiên này các bạn phải định hình được cái phương thức biểu đạt mình sử dụng là gì? Phải không ạ? Các bạn sẽ phải hình thành được cái phong cách ngôn ngữ mà mình sử dụng là gì? Đúng không? Các bạn phải có cái sự liên kết, cái văn bản của mình bằng phép liên kết. Và đôi khi là các bạn cũng phải sử dụng các cái biện pháp tu từ. Mà đặc biệt là trong văn nghị luận thì các bạn sẽ phải sử dụng các cái thao tác lập luận. Đúng không ạ? Vậy là các bạn nhìn thấy là khi mà chúng ta làm một cái bài văn ấy thì tất cả mọi thứ này chúng ta đều phải sử dụng các em ạ. Tại bởi vì các bạn định hình được đúng về cái phương thức biểu đạt, các bạn sử dụng được đúng cái ngôn ngữ mà chúng ta đang cần, các bạn liên kết cái văn bản đó một cách thật là tốt. Và đôi khi chúng ta sử dụng những cái biện pháp tu từ để làm cho bài văn của chúng ta thêm sinh động, kết hợp với những cái thao tác lập luận ở trong cái bài văn nghị luận, thì chắc chắn là các bạn sẽ đạt được cái số điểm rất là cao. Nhưng các bạn không bao giờ quan tâm tới các điều này khi mà chúng ta viết một cái văn bản hay tạo lập một cái bài văn. Thực sự là như vậy. Và chính bởi vì cái lý do các bạn chẳng biết là mình phải sử dụng những cái gì ở trong này, thế nên các bạn mới thường xuyên viết ra những cái bài văn rất sáo rỗng, viết ra những cái bài văn mà chị đọc mà chị phải cố gắng hết sức nhưng cũng không thể nào mà hiểu được các bạn đang viết cái gì. Thật đấy, được không ạ? Nên là cái vấn đề nằm ở chỗ là chị muốn các bạn phải nghiêm túc xem lại về cái việc này. Các em sẽ nghiêm túc xem lại về cái việc này giúp cho chị. Đó là chúng ta phải học kiến thức về phần này. Ok không? Chúng ta phải học kiến thức về phần này các em ạ. Được không nào? Thì có thêm một cái mảng có phần kiến thức nữa cho rất là mệt mỏi cho các bạn, đó là cái biện pháp tu từ. Thì chị sẽ list ra cái này cho các bạn để các bạn sẽ định hình được nhá. Các bạn nhìn này. Biện pháp tu từ. Chúng ta sẽ có khoảng từ 10 cho tới 11 cái á. Tầm vậy á. Trước tiên nhá, nhân hóa, so sánh. Nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ, ẩn dụ, hoán dụ, đối, điệp. Điệp ở đây thì có điệp từ và điệp cấu trúc. Đúng không? Liệt kê, thậm xưng, nói quá đấy, nói giảm, nói tránh. Câu hỏi tu từ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Đúng không? Thấy không? Đấy, chị list ra một cái là các bạn sẽ nhớ liền. Phải không ạ? Chị đưa ra một cái là các bạn sẽ nhớ liền. Và đây là tất cả những gì mà chúng ta phải học. Ok không ạ? Nhá. Các bạn lưu ý giúp chị chưa? Ok chưa? Được không? Rồi. Thì chị nghĩ là về kiến thức của phần đọc hiểu thì không có gì là khó khăn cả. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn ở trong cái khóa học 10 ngày cùng với nhau. Được không? Còn ngày hôm nay thì chị quay trở lại, khởi động lại về cái thời gian này. Chị khởi động lại cái sẽ có nhiều cái khác nữa, nhưng đây là những cái chính mà chúng ta thường gặp nhất. Chị quay trở lại cùng với các bạn ở trong nhóm học này. Và đương nhiên rồi, chị có rất là nhiều thứ muốn chia sẻ cùng với các bạn. Đó là ở trong thời gian tới thì chị sẽ quay trở lại cùng với các bạn ở trong cái việc học dậy sớm học văn này. Và thêm vào đó thì chị sẽ kết hợp thêm với một số anh chị có những cái thành tích học rất là cao ở trong các bộ môn khác.
Và chị sẽ để chị sẽ giúp đỡ cho các bạn bằng việc là chúng ta sẽ cùng nhau ôn kiến thức của những cái phần đó, được không ạ? Chúng ta sẽ cùng nhau ôn kiến thức của những cái phần đó cùng với các anh chị ấy nữa, chứ không phải là chỉ với chị, ok không? Thì chị sẽ tìm thêm những người mà có kiến thức để có thể học dậy sớm cùng với các bạn và trao đi những cái kiến thức miễn phí dành cho các bạn, được không ạ? Ok, có cả Đảo nữa. Chị nghĩ là chị sẽ kéo dài và thông tin cụ thể thì chị sẽ đăng lên trên group của chúng mình nhá, để các bạn biết được là chúng ta sẽ học thêm bao nhiêu hôm nữa. Ok chưa? Được không nào? Và chị sẽ kết hợp thêm với các môn khác nữa để cho các bạn có thể kiểu không chỉ là học văn mà các bạn còn dậy sớm để ôn kiến thức của những môn khác, có thể là liên quan trực tiếp, ví dụ như là sử, là toán, là anh. Nhưng mà chị đang tìm, nói chung là chị của các em cũng đang phải đi kiểu chật vật lắm, giống như kiểu là đi để kiểu nhiều khi cũng phải gọi là nói hơi bị quá một tí, nhưng cũng kiểu đôi khi là phải cầu xin ấy. Chị phải đi xin gọi là các anh chị, các thầy cô về dạy cho các em, tại bởi vì chị nghĩ là điều này rất tốt đối với các bạn, đúng không? Chị nghĩ là điều này rất tốt đối với các bạn. Không phải là chị muốn là chị sẽ cho đi các bạn nhiều hơn và giúp đỡ các bạn nhiều hơn. Đôi khi là chúng ta chỉ là, đôi khi chúng ta chỉ gọi là trò chuyện với nhau như thế này thôi, được không ạ? À, 2K3 cứ bình tĩnh nhá, yên tâm là sẽ có khóa học cho 2K3 để cho các anh chị 2K2 học đã, được không? Nhưng mà yên tâm, sớm thôi, được không ạ? Sớm thôi, sớm thôi. À, mai mốt đi học rồi dậy sớm hơn nữa đi chị à? Trời ơi, mấy đứa này hoành tráng ta. Rồi, chị sẽ có thêm một cái thông tin nữa dành cho các bạn. À rồi, hỏi đang hỏi chị ẩn dụ và hoán dụ phân biệt ra sao này. Cái này cũng rất nhiều người hỏi chị chứ không phải là mình em đâu. Không phải mình em đâu Ánh Nhi ạ. Thì các em chú ý này, ẩn dụ ấy và hoán dụ ấy đều là tôi nghĩ về A nhưng tôi lại dùng B để diễn tả cho cái A này, được không ạ? Tôi nói là A nhưng mà tôi lại luôn dùng B để diễn tả cho cái A này. Và cái B này nếu như là ẩn dụ thì sẽ có cái sự tương đồng. Còn nếu là hoán dụ thì sẽ có quan hệ gần gũi. Khác nhau là như vậy em ạ. Chị lấy một ví dụ đơn giản nhé. Chúng ta có cái hình ảnh ẩn dụ, đó là cái hình ảnh ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Thì là cái hình ảnh mà mặt trời ấy, nó có điểm tương đồng. Mặt trời ở đây chính là chỉ Bác Hồ, đúng không? Thì Bác Hồ có cái điểm tương đồng với mặt trời của tự nhiên. Nếu như mặt trời tự nhiên ban ánh sáng cho muôn loài để tìm ra sự sống, để có cái sự sống, thì Bác Hồ lại là người tìm ra ánh sáng cho dân tộc Việt Nam, được không ạ? Để đưa đất nước ta qua những cái tháng ngày nô lệ để đến với độc lập và tự do, kiểu như vậy. Còn nếu như ví dụ cái biện pháp tu từ hoán dụ nhá, bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, thì hình ảnh bàn tay là hình ảnh hoán dụ. Bởi vì là cái bàn tay ấy là cái bộ phận mà có quan hệ gần gũi với chính ta, đúng không ạ? Đấy, thế nên là bàn tay ở đây sẽ tượng trưng cho hình ảnh của con người, được không? Ok chưa? Nhá, thậm xưng là nói quá em ạ, tức là phóng đại đấy, được chưa? Nhá, ok chưa ạ? Rồi nhá, thì các bạn ơi, chị sẽ có một cái thông tin nữa dành cho các bạn trước khi mà chúng mình sẽ kết thúc cái phần livestream ngày hôm nay, được không ạ? Chị nghĩ là các bạn cũng đã định hình ra được những cái kiến thức cần học phần đọc hiểu rồi, ok chưa? Chị sẽ có một cái thông tin cuối cùng, rồi thì các bạn sẽ chuẩn bị dậy để đi học đi nhá. Hoặc là dậy để tập thể dục hay để ăn uống, làm gì thì làm. Mỗi ngày chị sẽ chỉ dành cho các bạn khoảng 40 đến 45 phút thôi, như vậy là đủ rồi, đúng không nào? Rồi, thì các bạn sẽ chú ý giúp chị một cái điều này. Đó là chị sẽ quay trở lại với cái kiến thức để phòng đàn thơ cao hứng dạy nhiều. Này nhá, Nguyễn Hảo nhá. Chị, nhưng mà chị hay thế thật. Chị hay thế thật, công nhận, công nhận. Rồi, chị sẽ có một cái thông tin cuối cùng cho những bạn vào sau, được không ạ? À ừ nhỏ, hôm nay các bạn nghỉ lễ mà. Thế thì dậy sớm để mà chuẩn bị đi chơi đi chứ còn gì nữa, đúng không? Súng xính mà đi chơi đi chứ còn gì nữa. Rồi, thì sẽ có một cái thông tin cuối cùng dành cho các bạn như sau. Chị bị ngáo thời gian đấy, nghỉ nhiều quá nên là chị ngáo thời gian đấy. Rồi, các bạn ơi, khi mà các bạn đăng ký khóa học 10 ngày thì các bạn sẽ nhận được những ấn phẩm sau ạ. Đây sẽ là những cái thứ mà chị dành cho các bạn này. Sẽ có hình ảnh chính thức trước tiên. Đây là một quyển sổ tay hành động, đẹp lắm. Và sổ tay hành động này thì có tên gọi là điều nhỏ bé phi thường.
và chị sẽ tặng cho các bạn miễn phí khi mà các bạn đăng ký cái khóa học này, được không ạ? Điều nhỏ bé phi thường. Đây sẽ là cái cuốn sổ tay giúp cho các bạn kiểu giống như kiểu cái cuốn checklist, được không ạ? Có nghĩa là các bạn sẽ có được một cái cuốn sổ tay giúp cho các bạn giúp cho các bạn có thể biết được là trong 30 ngày cuối thì chúng ta cần phải làm những việc gì, và chỉ cần các bạn thực hiện theo đúng cái đó thì chắc chắn là cái số điểm của các bạn sẽ được cải thiện. Ok chưa? Nhá. Thì đây là cái việc, đây là cái món quà các bạn sẽ được tặng free, cộng thêm với một cái thẻ khóa học xịn sò. Và tất cả các cái này cộng thêm với những cái tài liệu mềm thì chị không nói rồi, nhưng đây sẽ là cái chính. Và tất cả cái này sẽ được tặng, sẽ được trong một cái phong bì cực kỳ là truyền cảm hứng. Và cũng phong bì đó cũng là điều nhỏ bé phi thường. Năm nay thì chị lấy cái nội dung của khóa học là điều nhỏ bé phi thường, cái slogan của khóa học là điều nhỏ bé phi thường. Năm trước thì chị lấy là sự may mắn cuối cùng, nhưng mà năm nay chị lấy là điều sự may mắn cuối cùng, điều nhỏ bé phi thường. Và thực sự là chị muốn là đây là một cái khóa học rất là nhỏ trong rất nhiều các cái khóa học mà các bạn lựa chọn. Nhưng mà chị mong là một cái khóa học nhỏ này sẽ giúp cho các bạn làm nên được những cái điều phi thường, được không ạ? Và chị cũng tin là như vậy, chị cũng tin là các em có thể làm nên được những điều phi thường. Ok chưa? Và hãy nhớ tất cả những cái ưu đãi của chị dành cho các em nhé. Chúng mình sẽ sớm quay trở lại gặp nhau thôi. Còn các bạn có những cái băn khoăn thắc mắc gì thì các em có thể nhắn tin cho chị hoặc là nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Hiên nha. Ngày hôm nay thì mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, ngày hôm qua là ngày Tết độc lập, đúng không ạ? Còn hôm nay là ngày quốc tế lao động, chúng ta có một cái thời gian nghỉ ngơi cuối cùng để chuẩn bị quay trở lại với trường học. Và sẽ có rất là nhiều những cái thứ gọi là các bạn sẽ phải kiểu như là các em sẽ bắt nhịp lại với một cái cuộc sống hối hả. Các em sẽ bắt nhịp lại với một cái cuộc sống cực kỳ là bận rộn. Và chị mong là các em sẽ sớm hòa nhập lại và bắt nhịp được để chúng ta nỗ lực hơn ở trong giai đoạn cuối này. Nhanh thôi, chúng ta sẽ được nhanh thôi, chúng ta sẽ được thi, chúng ta sẽ được thi đại học đúng như nguyện vọng của các em mong muốn. Và chị rất mong có thể gặp các em ở trên Hà Nội hay là bất cứ một cái tỉnh thành khác nơi có trường học, trường đại học mà các em mong muốn. Ok chưa ạ? Em ơi, cuốn sổ tay này của chị thì chị chỉ tặng thôi, nên các em đừng hỏi chị là chị có bán không. Chị chỉ tặng thôi ạ, chị không bán đâu ạ. Hiện tại thì trong lớp học của mình đã có 3 bạn được gọi là học miễn phí rồi đấy. Bạn Hoàng Thu Hà này, đúng không? Bạn Nhật Anh thì phải, đấy. Có 3 bạn là được tặng miễn phí rồi. Bởi vì trong cái giai đoạn trước mà chúng mình cùng ôn văn với nhau là các bạn ấy đã học rất chăm chỉ. Và đấy là món quà mà chị dành cho các bạn ấy, được không? Sướng chứ, gặp lại bạn bè phải vui chứ. Đấy, thế nên là đợt trước mà bạn nào mà không tham gia các thử thách là hơi bị phí đấy. Được chưa ạ? Bạn nào mà không tham gia các thử thách là hơi bị phí đấy. Đấy, ok chưa? Thôi, chị sẽ không nói thêm gì nữa đâu nhá. Chị cứ hay khề khà, mấy cái đứa này cứ lợi dụng chị. Chị thì đã kiểu tham nói rồi, cứ lợi dụng chị nhá, kiểu vậy. Thôi từ giờ các em đừng lợi dụng chị nữa nhá. Chị muốn nói gì thì chị nói thôi nhá. Chị muốn nói gì thì chị nói thôi. Các em đừng có gì nhở, đừng có kiểu nài lỉ chị với cả bắt chị nói thêm nữa, kiểu cứ gợi gợi chuyện đấy. Ok chưa? Thôi nhá, thế nhá. Chị xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Bình tĩnh, admin fanpage sẽ trả lời. Thôi, đừng bắt chị nói nữa. Cần thông tin gì thì nhắn tin cho admin fanpage nhá. Thế nhá, chị phải dậy đây. Chị không nói chuyện được với các em nữa đâu. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Bye bye. Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ.